Xin chào tất cả mọi người, HJC là một thương hiệu mũ bảo hiểm hàng đầu thế giới đến từ Hàn Quốc. Chắc chắn đây là một thương hiệu không còn xa lạ với các bạn. Hiện tại thì tất cả các dòng mũ của HJC sản xuất đều được sản xuất trên nhà máy ở Vĩnh Phúc tại Việt Nam và xuất khẩu đi toàn thế giới. HJC thì họ có tài trợ cho nhiều tay đua ở trong giải đua MotoGP. Và chiếc mũ đó các bạn có thể biết nó giống với chiếc mũ HJC Rpha 1 đang được bán chính hãng với mức giá đâu đó tầm khoảng 18, 19, 20 đến 23 triệu cũng có. Thì các bạn có thể xem, đó là một chiếc mũ rất đẹp của thương hiệu HJC, một chiếc mũ điển hình thể hiện được cái đẳng cấp của HJC. Và trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng mũ mới của cửa hàng mình. Đó là chiếc mũ HJC C10. HJC là một thương hiệu mà cá nhân mình đã sử dụng từ những năm 2015, 2016. Khi đó là cái thời điểm mà mình vào làm cho một công ty về phân khối lớn. Thì công ty đó đã bán các dòng sản phẩm HJC và lúc đó mình đã đội mũ của HJC từ năm 2015-16 và mình cũng từng sở hữu một chiếc mũ của HJC, đó là chiếc mũ Rpha 11. Và sau nhiều lần nghiên cứu tìm hiểu về cái thương hiệu HJC này cũng như là những cái chính sách bán hàng, mình đã chọn ra được một chiếc mũ phù hợp với bản thân mình, phù hợp với tệp khách hàng của mình theo như những gì mình nhận định, đó là chiếc mũ HJC C10. Thì video hôm nay mình sẽ review chi tiết về chiếc mũ HJC C10 cho mọi người. Khi các bạn mua chiếc mũ HJC C10 này thì các bạn sẽ có một cái thùng đựng, và bên trong thùng đựng thì các bạn sẽ có một túi đựng mũ. Và mũ thì mình để bên ngoài này rồi, mình sẽ để cái thùng sau một bên nhé. Giới thiệu nhanh cho mọi người về chiếc mũ HJC C10 này. Đây là chiếc mũ bán chạy nhất của hãng HJC tại châu Âu. Các bạn có thể lên trang web chính thức của HJC hoặc tìm những cái video review ở trên YouTube ở nước ngoài họ đánh giá ấy, thì đây là dòng mũ bán chạy nhất của HJC. Để mọi người không phải chờ lâu thì mình sẽ nói luôn cho mọi người về giá bán cũng như những cái chương trình ưu đãi đặc biệt cho chiếc mũ HJC C10 này. Chiếc mũ này đang được hãng họ niêm yết với giá là 2.500.000 với màu sắc là màu tem trơn. Ở đây chúng ta sẽ có 3 màu, đó là màu đen bóng này, màu trắng này và màu đen nhám. Bên mình cũng chỉ bán 3 màu này thôi. Các bạn có thể tìm ở trên mạng và sẽ thấy chiếc mũ C10 này sẽ có những cái màu tem. Những cái màu tem đó thì hãng họ sẽ bán với mức giá khoảng 3.1 triệu, có nghĩa là cao hơn màu trơn là 600.000. Và như mình đã đến xem trực tiếp các màu tem và trải nghiệm trực tiếp luôn thì mình thấy với việc bỏ thêm 600.000 chỉ để cho các màu tem thôi là mình thấy nó hơi lãng phí. Nếu như mức giá 3.1 triệu thì các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn khác, cụ thể là chiếc mũ LS2 FS800 thì chiếc mũ đó bán rất tốt trong tầm giá 3 triệu. Nếu mà để vực bán những cái mũ C10 có màu tem với giá 3.1 triệu thì theo mình thấy là rất khó để cạnh tranh với chiếc mũ FS800. Và những cái màu tem của cái chiếc mũ C10 này mình cũng đánh giá không cao lắm. Vì vậy bên mình chỉ bán màu trơn này thôi. Màu trơn này hãng họ bán với giá là 2.500.000. Bên mình có những cái ưu đãi đặc biệt như sau. Các bạn sẽ có một kính zin trắng mặc định theo mũ. Ngoài ra các bạn sẽ được tặng kèm một kính đen. Kính đen này mình xin khẳng định 100% đây là kính đen chính hãng của HJC và đang được bán lẻ với mức giá là 560.000. Nhưng các bạn mua mũ các bạn sẽ được tặng kèm luôn. Và đó là kính chính hãng của HJC nhá. Cái kính này rất ít bên có bởi vì phải đặt hàng chứ nó không có sẵn đâu. Ngoài ra thì bên mình có tặng thêm cho mọi người một miếng dán pinox của MotoGP giúp chống động xương, sẽ dán vào bên trong của cái kính này. Và cái miếng dán pinox này có giá là 150.000. Các bạn thấy là mua chiếc mũ C10 này các bạn đang được ưu đãi rất nhiều phần quà nhé. Vì đây là một sản phẩm mới nên là mình muốn có nhiều chương trình ưu đãi để cho mọi người dễ dàng tiếp cận với chiếc mũ này hơn, để thúc đẩy mọi người quan tâm chiếc mũ này nhiều hơn. Và mình tin chắc các bạn sẽ nhận được rất nhiều những giá trị tuyệt vời từ chiếc mũ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết về chiếc mũ HJC C10. Yếu tố đầu tiên mình luôn luôn đặt lên hàng đầu đó là yếu tố an toàn. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay ở phía đằng sau mũ đã dán tem kiểm định ECE 2206. Đây là tiêu chuẩn an toàn cao nhất của châu Âu hiện tại. Và ngoài ra thì tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam thì chắc chắn là vượt qua rồi. Với tiêu chuẩn ECE 2006 thì nó cao hơn tiêu chuẩn ECE 2005 khá nhiều. Mình cũng đã chia sẻ cho mọi người những cái video trước rồi. Chuẩn 2006 này thì họ sẽ kiểm tra tới 12 điểm, có những cái điểm đâm ngang và những cái điểm ngẫu nhiên. Vì vậy các hãng mũ phải gia cố thêm phần mút xốp EBS giúp cái mũ hấp thụ lực tốt hơn. Về kiểu dáng của chiếc mũ này thì sao? Đây là một chiếc mũ có kiểu dáng mình đánh giá là đơn giản, dễ dàng để đội với nhiều dòng xe. Các bạn có thể đi với xe sport cũng được này. Các bạn có thể đi với dòng xe Lex cũng được này. Hoặc đi với những cái dòng xe như kiểu Cruiser vẫn được luôn. Đằng sau mũ thì thiết kế sẽ theo kiểu tròn tròn. Với kiểu thiết kế tròn tròn như thế này
thì độ an toàn là rất cao. Để khi mà không may có sự cố thì cái mũ nó sẽ lăn quay tròn. Còn những cái bạn mà thích đuôi gió thì hiển nhiên là chiếc mũ này sẽ không có đuôi gió rồi. Khi mình đặt chiếc mũ theo kiểu như này, theo chiều dốc như này, thì có bạn nào nhìn ra chiếc mũ này giống chiếc mũ nào không? Mình thấy nó khá giống với cả một chiếc mũ của thương hiệu AGV, đó là chiếc mũ AGV K3. Nhưng mà chiếc mũ AGV K3 thì nó sẽ có thêm một cái đuôi gió nhỏ ở phía sau, còn chiếc mũ này thì không có. Về mặt kiểu dáng thì mình sẽ không đánh giá quá sâu, bởi vì đây nó sẽ là gu thẩm mỹ của từng người. Có thể là mình thích nhưng mà có thể các bạn sẽ không thích, thì các bạn hãy cùng đưa ra ý kiến xem về kiểu dáng của chiếc mũ này nhé. Bây giờ mình sẽ đội chiếc mũ lên cho mọi người xem. Nhắc lại cho mọi người về cách đội mũ, đó là các bạn hãy cầm hai cái dây quai này, banh mạnh ra hai bên và hơi về sau một chút và hạ xuống. Đây là chiếc mũ HTC C10 cho mọi người xem nhé. Ở đây cái kính nó sẽ có một cái phần để các bạn cầm ở đây này, chúng ta đóng xuống. Đây là phía đằng sau, còn đây là phía bên này. Các bạn cùng xem một vòng một chiếc mũ này. Còn đây là đằng trước, mình sẽ kéo kính lên cho mọi người xem. Đây là chiếc mũ HTC C10, kéo kính xuống này. Như hãng họ cũng có chia sẻ thêm một chút là với chiếc C10 này thì cái tầm nhìn của kính này đã tăng thêm 10mm, giúp chúng ta nhìn quan sát nó tốt hơn. Mình sẽ đội thêm một cái chiếc mũ mà đã được gắn kính đen. Kính đen này là kính các bạn sẽ được tặng sẵn rồi nhé. Các bạn sẽ có hai kính, kính trắng và kính đen, và đều là kính chính hãng của HTC hết. Đây là kính đen đây. Các bạn nhìn xem này, cắt kính đen vào nhìn cái mũ nó rất là ngầu luôn. Nếu mà để đánh giá cái kiểu dáng này là kiểu dáng thể thao thì mình nghĩ là chưa phải. Đây là một chiếc mũ có kiểu dáng theo mình, nó là đơn giản thôi. Với kiểu dáng này thì mình nghĩ là sẽ lâu chán, các bạn có thể dễ dàng kết hợp với mọi loại xe. Phần tiếp theo về chiếc mũ này, đó là về phần khuôn vỏ. Hiện tại thì bên mình bán chiếc mũ này với 4 size, đó là M, L, XL và XXL. Thì chiếc mũ này nhà sản xuất họ có hai khuôn vỏ, M và L sẽ là khuôn vỏ nhỏ, còn XL và XXL sẽ là khuôn vỏ to. Đây là chiếc mũ size L, còn đây là chiếc mũ size XXL, còn đây là XL. Thì các bạn sẽ thấy này, XL và XXL sẽ chung một khuôn vỏ, có nghĩa là độ to về kích thước sẽ là bằng nhau và nó là khuôn vỏ to. Nó chỉ khác nhau ở phần lót vải bên trong thôi. Còn ở đây, các bạn sẽ thấy ngay sự chênh lệch giữa size L và size XXL. Đây là khuôn vỏ to. Mình sẽ quay ngang cho mọi người xem. Đây là khuôn vỏ to này, còn đây là khuôn vỏ nhỏ. Các bạn sẽ thấy với cái khuôn vỏ nhỏ này thì cái mũ nó sẽ nhỏ gọn hơn. Có thể là trong video các bạn nhìn chưa rõ, nhưng thực tế là size M và size L nó sẽ là khuôn vỏ nhỏ. Và size M và size L thì chỉ khác nhau ở phần lót vải bên trong thôi, còn đâu khuôn vỏ là giống nhau. Đây cũng là một cái ưu điểm rất lớn của chiếc mũ HTC C10 này. Với những bạn mà có thể hình chiều cao khiêm tốn, ví dụ chỉ tầm khoảng 1m60, 1m65, các bạn đang muốn tìm một chiếc mũ an toàn, chất lượng cao, nhưng lại sợ phải đội những chiếc mũ to quá, thì các bạn hãy tham khảo chiếc mũ HTC C10 này, bởi vì nó có cái khuôn vỏ nhỏ, size M và size L, nó sẽ phù hợp với thể hình của các bạn. Còn những bạn nào mà có chiều cao tầm khoảng 1m68, 1m70 như mình, 72, 73 trở lên, thì các bạn vô tư rồi, các bạn đội size nào cũng được, bởi vì các bạn có thể hình tốt mà, thì cái mũ này dù size nhỏ hay size to đều vô tư. Chiếc mũ HTC C10 là một chiếc mũ full face có một kính. Kính zin mặc định là kính trắng, còn kính đen các bạn sẽ được tặng kèm sẵn. Mình sẽ chia sẻ sâu hơn cho mọi người một chút về chiếc mũ mà có một kính và có hai kính thì chúng ta sẽ có ưu điểm gì và chúng ta sẽ có hạn chế gì để cho mọi người chọn chiếc mũ nó phù hợp với nhu cầu của các bạn nhé. Chứ các bạn đừng có mặc định trong đầu là mua mũ là phải hai kính hay là mua mũ phải là một kính. Chúng ta hãy hiểu biết một chút, xem là một kính khác gì hai kính, ưu và nhược ra sao để chúng ta tìm hiểu nó phù hợp với nhu cầu. Với chiếc mũ một kính, đây, C10, so với chiếc mũ hai kính, ví dụ cùng tầm tiền, thì chiếc mũ nào sẽ an toàn hơn? Mình xin khẳng định, chắc chắn luôn, đó là chiếc mũ một kính. Các bạn có thể nhìn vào những cái giải đua, hoặc một cái hãng rất nổi tiếng, đó là hãng Arai. Họ chỉ là mũ full face một kính thôi. Tại sao chiếc mũ full face một kính lại an toàn hơn chiếc mũ full face hai kính? Mình sẽ kéo cái mũ lên cho mọi người xem. Các bạn nhìn này, ở đây có phần mút xốp. Phần mút xốp này nó phải dày hơn hai đốt ngón tay của mình. Rất dày luôn. Do nó không có cái kính âm bên trong, vì vậy phần mút xốp này sẽ đặc luôn, không phải gọt bỏ phần mút xốp để gắn cái kính vào bên trong. Còn khi các bạn sử dụng mũ full face hai kính thì các bạn phải chấp nhận là hy sinh, mình phải gọt bớt phần mút xốp ở trên đỉnh đầu này để chứa cái kính âm và một số những cái chi tiết bên trong này để chúng ta có cần gạt ở đây. Thì các bạn cứ hình dung là khi mà mút xốp ở phần này nó mỏng đi,
thì hiển nhiên là cái việc mà chịu va đập khi mà không may có va chạm ấy thì lực nó sẽ không tiếp xúc trực tiếp vào mút xốp ngay để hấp thụ lực, mà nó qua một cái phần không gian rỗng ở đây. Vì vậy là hiển nhiên là những chiếc mũ full face có hai kính nó sẽ không an toàn cao bằng những chiếc mũ full face một kính. Nhưng mà những chiếc mũ full face hai kính thì các bạn đều biết nó ưu điểm ở sự tiện dụng. Khi mà chúng ta đi trời nắng thì chúng ta có thể kéo kính âm xuống luôn. Và những chiếc mũ full face hai kính thì thường nó sẽ nặng hơn những chiếc mũ full face một kính, do nó phải chứa cái kính âm bên trong và nó có kết cấu để kéo kính âm. Cái việc mà chọn mũ full face một kính hay hai kính nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của các bạn. Với chiếc mũ HTC C10 này, các bạn đã có kính zin trắng để các bạn có thể đi cả ngày vào buổi tối. Khi nào mà các bạn đi đâu xa mà gặp trời nắng, các bạn có thể đổi sang kính đen. Cái việc mà tháo lắp kính này cũng rất dễ dàng. Thì hiển nhiên là so với việc chiếc mũ mà đã có sẵn hai kính thì nó sẽ không tiện dụng bằng. Các bạn phải mất thời gian tháo ra và mang theo kính. Thì cái này nó sẽ tùy vào nhu cầu của mọi người nhé. Nếu các bạn muốn một chiếc mũ an toàn cao hơn, mình chịu khó mình tháo lắp kính thì mình mua chiếc mũ này. Còn nếu các bạn mà muốn tiện dụng, các bạn phải muốn chiếc mũ có hai kính liền thì các bạn có thể tham khảo những chiếc mũ khác. Ví dụ cao tiền hơn thì chúng ta có chiếc mũ LS2 FS800. Và kính của HTC thì mình xin khẳng định 100% đó là rất trong và thật. Mình đã sử dụng mũ HTC nhiều rồi và chiếc mũ C10 này mình cũng trải nghiệm thực tế rồi, rất trong và thật luôn. Về phần khe lấy gió của chiếc mũ này thì sao? Chiếc mũ HTC C10 này sẽ có 3 khe lấy gió. Các bạn sẽ có một cái khe ở dưới cằm và hai khe ở trên đỉnh đầu. Như hãng HTC chia sẻ thì đây là kiểu khe lấy gió mới và sẽ mang lại tối ưu hóa cái lượng gió vào. Các bạn có thể nhìn thấy này, khi các bạn đi ấy thì cái mũ nó sẽ hơi chúc xuống một chút như này. Thì các bạn sẽ thấy này, gió nó sẽ vào đây và vào đây. Khe lấy gió ở trước cằm rất là to luôn. Các bạn có thể đóng mở lại khi đi trời mưa, chúng ta đóng lại nhé. Và mình sẽ cho mọi người xem cái bộ phận ở bên trong, đó là bộ phận lót vải. Lót vải của hãng HTC như mình đánh giá, đây là một cái dạng lót vải nó sẽ không theo kiểu của hãng LS2. Như mọi người biết ấy, LS2 họ sẽ làm lót vải theo kiểu mềm và đội vào nó sẽ má, nó sẽ cảm giác êm. Thì HTC nó sẽ không theo kiểu êm ái như vậy. LS2 êm ái nhưng nhược điểm là sẽ nhanh xẹp. Còn HTC họ sẽ làm không êm ái bằng nhưng sẽ lâu xẹp hơn. Và với kiểu lót vải này thì chúng ta tháo ra giặt nó sẽ thông thoáng hơn và nó sẽ nhanh khô hơn. Và cái lót vải này mình cũng khẳng định là nó sẽ thông thoáng hơn so với lót vải của LS2. Thì những ai mà thích đội một cái mũ nó thông thoáng đầu hơn thì hãy đến với cái chiếc mũ HTC C10 này. Chiếc mũ HTC C10 này sử dụng dạng khóa là dạng khóa nhanh Micro Lock. Các bạn chỉ cần cài vào đây thôi và kéo dây đỏ này ra. Thì với cái khóa nhanh như này thì độ an toàn nó không thể bằng cái khóa Double D. Như các bạn biết là khóa Double D nó sẽ an toàn cao hơn, nhưng nhược điểm là tháo ra tháo vào nó sẽ hơi lâu. Và cái mũ HTC C10 này người ta sản xuất ra nó phục vụ cái mục đích để chúng ta đội nhiều, đội hàng ngày thì họ cần phải dùng một cái khóa nhanh như này. Và khóa này cũng là khóa an toàn cao mọi người ạ. Bởi vì để đạt chuẩn được chuẩn ECE 206 thì các hãng mũ cũng phải tăng cường cái phần khóa mũ. Bởi vì trong cái bài test của 206 thì họ test cái phần khóa mũ này cao hơn. Bởi vì khi không may mà có sự cố ấy, thì cái mũ nó sẽ có hiện tượng là văng ra ngoài. Thì cái khóa mũ rất quan trọng luôn. Vì vậy với một chiếc mũ mà đã đạt chuẩn ECE 206 thì các bạn cứ yên tâm về phần khóa mũ nhé. Một yếu tố nữa mình đánh giá rất cao với chiếc mũ HTC C10 đó là về độ hoàn thiện tỉ mỉ. Trong cái tầm giá này thì mình sẽ tạm so sánh với những chiếc mũ như là LS2 FS353 này, Joey 981 này, hai chiếc mũ đó là 1,7 triệu này, hoặc là LS2 FS800 giá là 3,190,000. Thì chiếc mũ này là ở tầm giữa, là 2,5 triệu với màu trơn như này. Thì mình dám khẳng định tự tin luôn về độ hoàn thiện tỉ mỉ của chiếc HTC C10 này là tốt hơn hẳn FS353, Joey 981 này hiển nhiên. Và kể cả FS800 thì C10 này cũng có độ hoàn thiện tốt hơn. Mình dám khẳng định luôn nhé. Chỉ cần các bạn làm một chi tiết nhỏ thôi là các bạn sẽ biết độ hoàn thiện của mũ nào tốt hơn. Đó là chúng ta tháo tung cái mũ này ra, chúng ta nhìn kết cấu bên trong, cái phần mút xốp họ lắp ráp ra sao. Gần như chiếc mũ này không có một chi tiết thừa nào luôn. Chúng ta đóng cái kính xuống này. Chiếc mũ này sẽ không có chút kính, nhưng mà cái lò xo của nó làm rất là chắc chắn. Khi chúng ta kéo xuống, chúng ta sẽ cảm giác có lực ấn xuống rất là chắc. Những cái bộ phận như khe lấy gió này, các bạn đóng này, nghe tiếng này, rất là đanh luôn. Và những cái bộ phận như kiểu là phần gioăng cao su ở đây này, họ làm rất kín khít. Ở những cái mũ của LS2 thì rõ ràng là trước bây giờ ấy, thì các bạn đều biết là có một cái nhược điểm, đó là phần gioăng cao su tiếp xúc với phần kính mũ làm chưa được kín khít. Thì cái mũ HTC này họ làm kín khít hơn rất nhiều.
thì tùy vào nhu cầu và sự và cái sở thích của mọi người để mọi người chọn mũ thôi. Còn đâu mình thì với tất cả chiếc mũ ưu ở chỗ nào thì mình sẽ nói ưu chỗ đó và nhược chỗ nào mình sẽ nói nhược chỗ đó. Thì tí nữa mình sẽ điểm cho mọi người một số cái nhược điểm của cái chiếc mũ C10 này. Bây giờ mình sẽ cân thực tế trọng lượng của chiếc mũ HTC C10 để cho mọi người xem nhé. Mình sẽ cân cả size nhỏ và size to. Ở đây là size L này, là size có khung vỏ nhỏ, mình sẽ cân cho mọi người xem. Trọng lượng thực tế của chiếc mũ HTC C10 size L đó là 1501g, mình gọi là 1500g nhé. Còn đây là size XL này. Trọng lượng của size XL sẽ là 1570g. Mình sẽ cân thêm cho mọi người size XXL là 1574g, gọi là 1570g đi. Các bạn đã thấy là trọng lượng thực tế của một chiếc mũ HTC C10 bao gồm tất cả mọi thứ luôn rồi, nó sẽ dao động tầm khoảng 1500g đến 1570g. Đây là mức trọng lượng vừa phải, chắc chắn không phải nặng. Còn nó nhẹ thì hiển nhiên chưa phải rồi, nhẹ thì phải là những chiếc mũ tầm khoảng 1 cân 350, nghĩa là 1350g ấy, đến 1400g. Nhưng với trọng lượng như mình thường xuyên chia sẻ với mọi người, dưới 1 cân 6 là những trọng lượng vừa phải để các bạn có thể đội hàng ngày thoải mái luôn. Và mình cũng tự tin khẳng định chiếc mũ C10 này các bạn đi tour dài hàng ngày thoải mái vô tư, không lo bị mỏi vai hay mỏi cổ đâu. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số thứ mà mình thấy nó là nhược điểm của chiếc mũ HTC C10. Nhược điểm đầu tiên theo mình nó là về kiểu dáng. Đây là một kiểu dáng an toàn, một kiểu dáng thiết kế theo kiểu tối giản, phù hợp với nhiều loại xe nhưng mà chưa thể hiện được đậm chất trẻ trung. Những bạn trẻ, những bạn thanh niên thì có thể chưa thích kiểu dáng này. Còn đối với những cái người mà kiểu trung trung tuổi như mình, hơi già một tí như mình thì mình thấy kiểu dáng này rất là đẹp luôn. Thì không biết là theo các bạn đây có phải là cái hạn chế của chiếc mũ này hay không. Còn mình thì mình thấy cũng bình thường thôi. Chiếc mũ này thì ngoài cái việc có kính đen này ra thì các bạn có thể độ thêm những kính màu. Chiếc mũ này có rất nhiều kính màu đẹp, mình sẽ làm những video chia sẻ thêm cho mọi người những kính màu gương bạc, gương vàng rất đẹp luôn. Cái hạn chế thứ hai của chiếc mũ này đó là về màu sắc của mũ. Bên mình chỉ nhập về 3 màu trơn này thôi, đen bóng, đen nhám và màu trắng. Ngoài ra sẽ không nhập thêm bất cứ màu tem sản xuất nào của nhà máy, bởi vì những cái màu tem đó như mình có chia sẻ là nó sẽ chênh tới tận 600.000. Nó chỉ chênh duy nhất về cái màu tem bên ngoài thôi, còn nó tất cả mọi thứ nó đều như nhau cả. Và mình thấy 600.000 đó hơi lãng phí. Với 600.000 đó các bạn có thể mua những cái mũ khác tốt hơn. Và một cái hạn chế thứ ba của chiếc mũ HTC C10 này, nó là hạn chế cho cả cửa hàng bán hàng như mình và có thể là cho cả khách hàng. Đó là việc nhà máy HTC họ sẽ không sản xuất sẵn, họ không lưu kho sẵn những mũ này đâu mọi người ạ, mà bên mình phải đặt các đơn hàng. Và thường thì sẽ đâu đó tầm khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì mới có hàng. Mình đặt số lượng là 15, 20, 30 hay 100 cái thì họ mới sản xuất. Và kể cả bên châu Âu hay bên nước ngoài cũng thế luôn. Chứ nhà máy không có chuyện là họ sản xuất sẵn và chúng ta chỉ đến lấy đâu. Và tất cả những cái phụ kiện này cũng thế. Vì vậy đôi khi có thể là các bạn sẽ phải cần những phụ kiện gì đó, các bạn phải chờ lâu một chút. Nhưng mà bên mình sẽ cố gắng khắc phục điều đó một cách hoàn toàn bằng cách mình sẽ tháo ở những cái mũ khác ra bán cho mọi người. Thì đó là cái việc mình cam kết đảm bảo khi các bạn mua mũ bên mình. Còn đâu các bạn mà không mua mũ bên mình, các bạn mua bên khác thì mình có quyền từ chối để bán những cái phụ kiện đó cho mọi người nhé. Nên là các bạn thông cảm giúp mình. Tổng kết lại về chiếc mũ HTC C10 bản chuẩn quốc tế ECE 206, như mình đánh giá với mức giá 2.500.000, các bạn sẽ được một cái mũ này, một kính trắng và một kính đen đều là kính chính hãng, và một cái tấm dán binox chống động xương của Motorwork. Mình thấy với mức giá và những ưu đãi này thì đây là một chiếc mũ đáng để mọi người cân nhắc. Chiếc mũ này sẽ phù hợp với tất cả mọi người, những người mà sử dụng xe phổ thông cũng được này, hoặc là những người mà sử dụng xe phân khối lớn. Với mục đích mình cần một chiếc mũ an toàn để mình đội hàng ngày, dễ dàng đội ra đội vào, do mũ dùng khóa Micronoc để tháo lắp nhanh, có thể tháo toàn bộ lót vải ra để giặt, chuẩn an toàn cao. Các bạn có thể chọn lựa chiếc mũ HTC C10 này. Mình sẽ có thêm nhiều video khác chia sẻ sâu hơn về chiếc mũ C10. Vì đây là một chiếc mũ mới nên là mình sẽ làm dần dần những video. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video này. Đừng quên sub kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo.